Vâng, vừa đây là sau khi lắp xong toàn bộ thành phẩm cặp loa BMB 900C ghép với chiếc đẩy Crown T7. Thực sự ra để mà nói mà nghe thực tế ấy, chất âm nó khác hẳn so với việc em thu âm qua tín hiệu điện thoại như này để cho các bác nghe. Và khi các bác nghe tín hiệu điện thoại này thì rất hay bật trên TV hoặc bật trên điện thoại, nên là cái phần trầm của nó và một cái phần siêu tép của nó sẽ rất ít khi mà được thổ lộ hết ra. Vì vậy là anh em nào mà muốn nghe cái chất âm nó thật hơn một chút, gần hơn so với anh em đang nghe như này, thì anh em mình phải kiếm đâu được một cái tai phone tương đối tốt. Đấy, xong anh em cắm vào để nghe, thì chất âm thanh nó sẽ thay đổi khi mà em điều chỉnh nó rất rõ ràng và rành mạch. Đấy, thì đây, cặp loa BMB 900C. Đấy, cuối cùng và hơi sức bát. Đấy, đã lắp đặt xong. Đấy, tiếng trầm của nó đánh dã man. Nếu như mà nó được ghép với Crown nhá, thì đừng hỏi là tại sao nó lại hay, cũng như bầu cũng thế. Bầu được đánh cùng với Crown, nó thực sự ra cho một chất âm rất hay luôn. Đây, đây là chiếc đẩy Crown. Và đúng theo lời em nói với anh ấy thì em sẽ lắp một con vang rất rẻ tiền thôi, đó là vang neck, để chất âm của nó gần như không thay đổi khi quay. Đây, em không hề điều chỉnh bật tép nhá. Này, chỉnh to nhỏ. Gần như tiếng trầm nó rất mạnh, nhưng mà tiếng cái bass nó không nảy là mấy, bởi vì con đẩy nó quá khỏe mà. Với diện tích không gian thì em mở cái đoạn đằng phía đằng trên này, nó rơi vào khoảng chừng tầm từ đằng trước đằng sau này là rơi vào khoảng chừng tầm gần 100 m². Đấy, gần 100 m², đánh cặp loa này ở đây đang rất chi là đau não. Thôi, cái đây là cửa kính em đã ngăn lại rồi nhá, nên là không nói đến. Đây, đóng cửa lại thì coi như cái không gian nó chỉ còn bắt đầu từ đây ra đằng trước là 17 m². Đây, bây giờ em bắt đầu dã cho anh em cùng nghe em tí nữa, nhưng mà em chỉ sợ là điện thoại nó sẽ không thu âm được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nước còn rung nhá. Bánh nước còn rung luôn chứ đừng đùa. Song sánh luôn. Rồi, thế thôi. Đánh dạo thế thôi mà các bạn ạ. Đến giờ hàng xóm phải ăn cơm rồi. Thank you quý vị, các bạn và anh em đã xem phát phá loa BMW 900C vừa rồi của em. Phạm Thức Auto kính chào quý vị các bạn.